Để trao kỷ vật cho hai con. Trao kỷ vật.
Xin mời cô dâu chú rể hãy hướng mặt vào bố mẹ đi nào. Xin mời cô dâu hãy đứng lên phía trên. Và kính thưa tất cả quý vị, có câu nói rằng cha mẹ thì cho ta hình hài, cô thầy thì cho ta kiến thức. Công ơn sinh cảnh, công ơn dưỡng dục của bậc làm cha làm mẹ thì luôn được quý như trời biển. Và ngày hôm nay trong ngày vô trọng đại, bố mẹ của cô dâu chú rể, ông bà khách hàng sẽ trở lên để trao kỷ vật cho hai con và chúc hướng đến đầu đời. Xin được cảm ơn và xin mời cô dâu chú rể hãy lên lại sân khấu để nhận những phần quà của chị gái của cô dâu chú rể sẽ trở lên để trao kỷ vật cho hai em. Và tiếp theo xin được mời lên sân khấu là phần quà của em gái của cô dâu chú rể sẽ trở lên để trao kỷ vật cho chị. Các bạn trẻ thanh niên lớn của hai gia đình, của các bên dòng họ, cũng như toàn thể quý vị đại biểu, các khách quý, của gia đình họ nhà trai, của cô dâu chú rể, đã được trở về chung vui trong niềm vui hạnh phúc của các bạn trẻ. Vâng rồi, toàn thể quý vị đã chứng kiến và buổi lễ thành công, để lắp cho